Thưa quý vị, chạy đua trong tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng nhân lực du lịch đang là xu hướng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Khi du lịch phục hồi nhanh chóng trong mùa cao điểm du lịch trước áp lực về lượng khách đông, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khi vừa phải đảm bảo về nhân lực, vừa phải đảm bảo chất lượng dịch vụ. Với những tín hiệu khởi sắc về lượng khách, hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại Đà Nẵng đang tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn đội ngũ nhân sự, tăng cường đào tạo nhân lực tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi hiện nay là tái hoạt động kinh doanh và mở cửa trở lại tất cả các nhà hàng. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung đào tạo nhân viên theo đúng tiêu chuẩn phục vụ năm sau, có phần giữ vững thương hiệu điểm đến. Theo thống kê, đến nay đã có khoảng 80% cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố tái hoạt động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tuyển dụng nhân sự, nhất là khi du lịch vào mùa. Sau đại dịch Covid-19 thì cái nguồn nhân lực người ta thay đổi, chuyển đổi ngành nghề. Bên cạnh đó, tất cả các khách sạn cũng như resort mở cửa đồng loạt để đón đầu cái mùa du lịch cao điểm với số lượng rất là lớn. Cho nên là nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt rất trầm trọng. Du lịch phục hồi nhanh chóng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực cục bộ. Vì vậy, rất cần sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề du lịch để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường chúng tôi cũng sắp xếp và xây dựng lại một cái chương trình chất lượng hơn dựa trên cái thời lượng ngắn hơn để làm gì để rồi học viên thay vì đào tạo hai năm rưỡi thì rút ngắn còn hai năm thay vì một năm rưỡi thì rút ngắn còn một năm để cho các em có thể là cũng đảm bảo được chất lượng đào tạo là đảm bảo được cái chuẩn đầu ra của doanh nghiệp tuy nhiên cái thời lượng là theo quy định của tổng cục giáo dục nghề nghiệp và đồng thời cái chất lượng thì nó vẫn ok để rồi doanh nghiệp chấp nhận theo sở du lịch đà nẵng đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh tổ chức các chương trình tuyển dụng hướng nghiệp tuyển dụng nhân sự nhằm tháo gỡ một phần khó khăn về nguồn nhân lực theo đánh giá của các chuyên gia để tăng tính cạnh tranh của điểm đến thì việc đảm bảo nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bắt buộc trong đó việc tăng cường kết nối giữa ba bên nhà nước nhà trường và doanh nghiệp được xem là động lực để giải quyết bài toán này trong bối cảnh hiện nay